là lần thứ mấy hay là lần đầu tiên ạ? Dạ, nay em hiến lần thứ 11 ạ. Ồ, hay quá. Dạ. 11 lần. Dạ, cảm giác của anh khi mà đi đăng ký hiến máu tình nguyện thì mình cảm thấy mình có cái niềm vui, yeah, yeah, mình có sức khỏe, mình chia bớt cho anh em, mình có rất là vui, có cái niềm vui. Dạ, yeah. Hôm nay trong cái giai đoạn mà cả nước cùng chung tay để phòng ngừa dịch do nhiễm vi khuẩn corona, yeah, thì anh đến cái điểm hiến máu tình nguyện này, anh thấy cái khâu ban đầu á là anh em chữ thập đỏ Phú Quyền Thống Nhất là có thực hiện các cái thao tác để mà làm sao giúp cho anh để phòng ngừa dịch không? Dạ có, rất cảm ơn anh em ở đây, dạ, lo cho những người tình nguyện hiến máu như tôi, dạ, thì tôi thấy trong lòng cũng có thêm một cái niềm vui nữa. Dạ. 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 Ví dụ như những cái hoạt động cụ thể của chữ thập đỏ Thống Nhất là làm những cái gì để giúp cho anh để phòng ngừa dịch bệnh, để anh yên tâm khi đi hiến máu? Khi tôi đến thì anh em có hướng dẫn tôi rửa tay khử trùng, dạ, hướng dẫn tôi có phát miễn phí cho tôi cái khẩu trang, dạ, và tôi hướng dẫn tôi cách đeo khẩu trang, dạ, tôi cảm thấy có một cái niềm vui, dạ, an tâm về vấn đề tôi rửa. Dạ. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Dạ. Như vậy thì còn thêm một cái, dạ, này nữa, dạ, đây là cái tờ rơi mà chữ thập đỏ Quyền Thống Nhất đã triển khai những cái nội dung của Bộ Y tế cũng, dạ, như là Bộ Thông tin Truyền thông để hướng dẫn cho người dân cách phòng ngừa khi mà mình tập trung đông người hoặc là bảo vệ sức khỏe gia đình. Thì tụi em cũng mong rằng là anh đọc cái này rồi cũng tuyên truyền cho người thân trong gia đình, là những cái người dân xung quanh mình để cùng tham gia để làm sao để bảo vệ sức khỏe của mình, của cộng đồng và góp phần bảo vệ sức khỏe trong toàn xã hội. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, tôi sẽ rồi tôi đọc và tôi sẽ hướng dẫn những người thân trong gia đình và những người xung quanh, dạ, xóm. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, một lần nữa tụi em xin phép thay mặt Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh, của huyện Thống Nhất cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Và mong được là tiếp nhận anh cùng nhiều người dân của huyện Thống Nhất đến hiến máu cứu người. Dạ, dạ, xin cảm, dạ, ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cố biết là bác Tăng ơi. Anh biết.